Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý các tường an lạc hướng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video hữu ích mà ban tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay. Thì quý cô bác đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, được trời Phật thương tình mà ăn nên làm ra, đánh bay đi những vật điên đang có trước đó mà thay vào đó là vàng xuân chói lóa, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, đổi đời như ý. Bước sang tháng đầu năm 2024, hái lộc xuân mới, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Quý vị tuổi Mậu Tuất thân mến, cuộc đời mà chúng ta sống giống như một dòng sông không ngừng nghỉ, người ta sống trên đời luôn phải liên tục đối diện với những khó khăn và thử thách. Chuyện trên đời này, có 5-6 phần đều không được như ý mình, càng lớn lên Mậu Tuất càng thấm đậm từng vị đắng cay của cuộc đời tạo hóa ra. Cơm áo gạo tiền và gánh nặng mưu sinh trong cuộc sống, có bao giờ chính bạn tự hỏi đời người hạnh phúc là như thế nào hay không? Đôi khi hạnh phúc chỉ mong có cơm no để ăn, áo ấm để mặc, có ngôi nhà nhỏ để tránh mưa tránh gió là quá đủ rồi. Nhưng hãy yên tâm rằng, với trí thông minh vốn có, sự linh hoạt cởi mở, dễ hòa đồng, hay giúp đỡ người khác, nên rất được nhiều người yêu quý và kính trọng. Nhờ tính cách lương thiện của Mậu Tuất mà ông trời đã thấu tỏ chân tình, đã báo cho con giáp này những lời nhắc mệnh từ năm Giáp Thìn 2024, đặc biệt trong tháng khởi đầu năm mới, bản mệnh phải nắm chắc được những điều này để thay đổi số mệnh, lội ngược dòng vươn lên vượt khó, gia đình giàu sang hạnh phúc, cuộc đời vạn sự thành đạt, hưởng mọi vinh hoa phú quý, con cháu công thành danh toại, khiến cả làng phải đỏ mắt ghen tị. 1. Tổng quan vận trình tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, năm Giáp Thìn 2024. Xem tổng quan vận trình năm 2024 tuổi Mậu Tuất thấy rõ, đây sẽ là năm xuất hiện không ít yếu tố bất lợi cho bản mệnh, nhất là sức khỏe giảm sút mạnh, đau yếu liên miên, hao tốn không ít tiền của để thuốc thang chạy chữa. Tuy nhiên, các phương diện khác tương đối bình ổn, khung cát đan xen nhưng cuộc sống không bị xáo trộn quá nhiều, yên tâm vui hưởng tuổi già bên con cháu, duy trì tinh thần tốt thì sức khỏe mới được cải thiện. Năm này, sẽ có hao tinh chiếu mệnh, báo hiệu tiền bạc dễ tiêu tán, khó tụ, thậm chí đương số dễ vướng vào thị phi, kiện tụng mà tổn hao nhiều tiền của tích lũy trước đó. Bên cạnh đó cũng tiêu tốn nhiều tiền bạc cho phương diện sức khỏe. Vì thế, Mậu Tuất hãy cố gắng giữ quan hệ xã giao với mọi người xung quanh. Đừng vì quá nóng nảy mà gây nên xích mích hoặc làm tổn thương người khác. Nếu bạn gây mất lòng mọi người thì khi khó khăn xuất hiện bạn sẽ phải tự lực cánh sinh, không có ai chịu giúp đỡ. Trong gia đình, hãy chú ý lắng nghe nhiều hơn thay vì áp đặt cho con cái hoặc bạn đời của mình. Mỗi người có một góc độ nhìn nhận đánh giá vấn đề khác nhau, bạn nên thử đặt mình vào vị trí của người khác để có lối hành xử hợp lý hơn. Nói chung, trong một năm sẽ có hung cát đan xen lẫn nhau, không phải may mắn là sẽ may mắn cả năm, vẫn xui là xui cả năm, vì thế chỉ cần Mậu Tuất cố gắng chịu khó thì nhất định sẽ có kết quả xứng đáng. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024, nam nữ mạng như sau. Năm sinh 1958, tuổi âm 67 tuổi, vận niên dương thảo ngạn, sao hạn, nam mạng, sao thái bạch, hạn toán tận, nữ mạng, sao thái âm, hạn huỳnh tuyền, kim lâu, không phạm, tam tai, không phạm, hoang ốc, không phạm. Theo tử vi khoa học nhận thấy, năm nay Mậu Tuất có vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời.
Tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bỗng chuyển hung, khó lường bất trắc. Xem tử vi 2024, Mậu Tuất nam nữ mạng theo can chi, ngũ hành như sau. Xét về thiên can, Mậu gặp giáp tương khắc, ít được yếu tố thiên thời hỗ trợ, tự mình làm chủ cuộc sống. Xét về địa chi, Tuất gặp Thìn Lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu một năm khó khăn, tiền bạc tiêu hao nhiều, sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền bạc cho khía cạnh này. Chuyện tình cảm, gia đạo tuy có chút xung đột nhưng không quá nghiêm trọng, nên Mậu Tuất hãy chú ý nhiều hơn nhé. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, tạo điểm cân bằng khi vận trình đi xuống, đảm bảo cuộc sống duy trì ổn định, không bị sao trộn quá nhiều. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành thấy có không ít yếu tố bất lợi trong vận trình năm 2024 của tuổi Mậu Tuất nam nữ mạng, như sức khỏe giảm sút mạnh, hao tốn không ít tiền của cho phương diện này. Tuy nhiên, các phương diện khác tương đối bình ổn, hung cát đan xen, nhưng cuộc sống không bị xáo trộn quá nhiều, yên tâm vui hưởng tuổi già bên con cháu, duy trì tinh thần tốt thì sức khỏe mới được cải thiện. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2024, nam nữ mạng theo sao hạn. Trong năm 2024, nam mạng, Mậu Tuất sinh năm 1958. Gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, sao Thái Bạch là một trong những hung tinh mạnh nhất của cửu diệu niên hạn. Câu nói sao Thái Bạch quét sạch nhà cửa chính là mô tả rõ nhất, ám chỉ đến mức độ nghiêm trọng của chòm sao này. Hung vận của sao Thái Bạch tương đối lớn, người không may bị sao này chiếu mệnh sẽ có nguy cơ chịu thua lỗ, trắc trở, bị tiểu nhân quấy phá, hoặc hao tốn tài của và thậm chí là vướng vào lao lý. Bên cạnh đó, bản mệnh bị Thái Bạch chiếu phải, sức khỏe cũng suy giảm nghiêm trọng, hay ốm đau và phải cực kỳ cẩn thận trong quá trình di chuyển để hạn chế tai nạn. Nếu bản mệnh vượt qua vận hạn này thì sau đó khả năng thăng tiến sẽ rất nhanh, việc làm đến đâu thành công thuận lợi đến đó. Trong năm 2024, nữ mạng Mậu Tuất sinh năm 1958. Được sao Thái Âm chiếu mệnh, sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ, những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi, người muốn kết hôn tình duyên bền đẹp, có thể lập gia đình. Tiếp theo, xét về hạn tuổi trong năm của Mậu Tuất sinh năm 1958, nam nữ mạng. 1. Hạn tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nam mạng. Năm 2024, nam mạng Mậu Tuất mang hạn toán tận. Từ xưa đến nay, có hai câu thơ lục bát được dùng để miêu tả về đại hạn này. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Hạn toán tận là đại hạn liên quan chủ yếu đến sự nghiệp, tiền tài. Hạn này đến rất bất ngờ, không lường trước được, khiến nhiều người trở tay không kịp. Đại hạn gây ảnh hưởng nặng nề với nam giới hơn là nữ giới. Vậy khi gia chủ đối mặt với hạn này, bạn cần đề phòng cẩn thận với hai điều sau. Sự mất mát tài sản này có thể do bị đánh cắp, trộm cướp, nặng thì còn dẫn đến ảnh hưởng đến tính mạng, tiêu hao tài sản do hồn hạp kinh doanh làm ăn. 2. Hạn tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nữ mạng. Năm 2024, nữ mạng Mậu Tuất gặp hạn Huỳnh Tuyền. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, sách thời xưa để lại có viết, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Câu này giúp ta làm rõ và phần nào hiểu được hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu. Theo đó, hạn Huỳnh Tuyền thường bị bệnh nặng, nhiều người có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều tài liệu khác đề cập rằng, hạn Huỳnh Tuyền khi gặp phải, đương số thường mắc bệnh đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kỵ kinh doanh giao thương trên sông biển, nên tránh xa sông nước, ngoài ra cũng không nên làm chứng hay đứng ra vay tiền bảo lãnh cho ai, vay mượn tiền nong, thường phát sinh những chuyện rất bất lợi. Như vậy, hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu thì chắc chắn khi đã mắc bệnh thường kéo theo nhiều hệ lụy khác liên quan, chắc chắn sẽ hao tốn nhiều tiền bạc trong quá trình chạy chữa, thuốc men, sức khỏe không đảm bảo thì việc làm ăn, kinh doanh phát triển sự nghiệp gặp trở ngại lớn, không thể đảm đương được, cuộc sống rơi vào bế tắc, đen tối. Ngoài ra, do đầu óc tinh thần thiếu tỉnh táo, việc xét đoán, ra quyết định không được chuẩn xác, nên tránh tình trạng bảo lãnh, làm chứng, đứng ra vay mượn tiền hoặc cho người khác vay mượn tiền để khỏi tổn thất. Tuyệt đối không kinh doanh buôn bán giao thương trên sông, biển, hạn Huỳnh Tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết, nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Căn cứ vào những đặc điểm như đau đầu, say sẩm, chóng mặt thì trong y học người ta thường thấy nó giống với các triệu chứng của bệnh cao huyết áp, tai biến.
đột quỵ của nhiều cụ già, mà đối với các cụ lớn tuổi, mặc cho hạn huỳnh tuyền tốt hay xấu ra sao, khi gặp phải bệnh này, nếu không được xử lý cấp cứu kịp thời, thì vô cùng nguy hiểm. Tiếp theo, chúng ta xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất trong tháng 1 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 nhận thấy, người tuổi Mậu Tuất sẽ có một khởi đầu với nhiều điều tốt lành. Thời điểm tháng mới này là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Trước hết, nhờ có hợp xuất hiện phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển rất thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, tất cả mọi thứ đều rất dễ đạt được thành tích cao. Vừa ra Tết, khi mọi người ham ăn chơi, hưởng thụ, bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó, nên tỷ lệ thành công rất cao, đồng thời, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thăng tiến. Nhờ có nguyệt lệnh lâm quan đới cũng là dấu hiệu chứng tỏ, chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái thành công. Tài lộc cũng chảy vào túi của Mậu Tuất ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường, nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác, bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Mậu Tuất âm lịch thấy rằng, đối với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương, cấp trên không ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bản thân bạn đâu. Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa, ấm áp, bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, kết giao được rất nhiều bạn bè mới, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình, như thế bản thân đầu óc cũng thoải mái, vừa có thêm rất nhiều hữu ích giúp cho sự nghiệp. Với người đã lập gia đình, bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình, nhưng may mà người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn, vì thế dù như thế nào hãy quan tâm gia đình của mình nhiều hơn nhé. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp trong tháng khởi đầu của năm mới. Được tam hợp xuất hiện, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ nhận được sự hồi đáp xứng đáng. Thời điểm này, bạn nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ của mình, nếu mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp tốt, bạn sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn. Hơn nữa, sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, giúp khẳng định vị thế của bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, một vài người vẫn tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán khi đứng trước những cơ hội, dường như bạn luôn lo lắng mình sẽ thất bại hoặc không đủ khả năng làm việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất 2024 khuyên con giáp này cần tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn vốn là người có tài, hơn nữa lại luôn được quý nhân và bạn bè xung quanh giúp đỡ. Bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn, thêm vào đó, dù thất bại đi nữa, bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý, giúp ích cho mai này. Khi còn băn khoăn, do dự trước những định hướng tương lai, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, rồi tự chọn hướng đi, mà hãy tâm sự, trao đổi với những người có kinh nghiệm hơn mình. Chắc hẳn đối phương cũng sẽ không ngại đưa ra cho bạn những gợi ý phù hợp, có giá trị tham khảo cao. Xét phương diện tài lộc, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp phát triển tốt đẹp cũng khiến cho tình hình kinh tế của người tuổi Mậu Tuất có nhiều cải thiện. Bạn không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư, thưởng nóng, giúp cho túi tiền của bạn luôn luôn rủng rỉnh. Người làm đầu tư, kinh doanh, tạo được mối quan hệ tốt với mọi người và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân có thể đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn, lặp đi lặp lại trước đó. Nếu bản mệnh dám dấn thân, dám trải nghiệm, thì dù cho có phải vất vả một chút, bạn sẽ thu được một khoản tiền tương xứng. Người làm công ăn lương có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội tăng lương nhờ những cống hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng của bạn và chẳng ai lại ngại không muốn tăng lương để níu giữ một nhân viên tốt như bạn cả. Nhận được khoản tiền rủng rỉnh trong tay, bạn nhớ tiếp tục cố gắng nhé. Người có ý định khởi nghiệp trong thời điểm này không tránh khỏi tình trạng băn khoăn, lo lắng, song bạn không nên quá bi quan, hãy lập kế hoạch rõ ràng từng bước cho mình, đồng thời tham khảo thêm gợi ý của những người có kinh nghiệm phong phú, rồi dần dần bạn sẽ biết đâu là hướng đi chính xác cho mình. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958,
tháng 1 năm 2024 âm lịch. Có Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, người tuổi Mậu Tuất còn độc thân không cần phải lo đến tình trạng đơn thân lẻ bóng trong tháng 1 này, bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Nhờ tính cách hài hòa, cởi mở cũng như những thành tích nổi bật trong công việc của mình, chính vì vậy mà bạn thường được mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Việc được chủ động tiếp cận cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Điều bạn cần làm trong tháng này chính là tiếp tục tự tin là chính mình. Đừng ngại thể hiện những cá tính độc đáo của bản thân. Bạn cũng hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội. Có điều, dù đào hoa đến mấy, bạn cũng chớ nên trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Một khi đã quyết định tìm hiểu hoặc đến với ai, bạn nên đối xử với người đó một cách chân thành. Chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến mối quan hệ trở nên bền vững. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại gặp phải một vài vấn đề trục trặc trong tháng này. Bách Việt không đem lại những tác động tích cực cho những ai đã có đôi có cặp. Bạn bị làm phiền bởi nhiều đối tượng ngoài hôn nhân, vì thế cần luôn nhắc nhở bản thân chú ý giữ mình, chớ để bản thân vướng vào những mối quan hệ trục trặc. Vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, song bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao, khiến đôi bên nóng nảy, nói lời tổn thương nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt hoặc tìm thú vui bên ngoài. Dù người ấy có điều gì khiến bạn không hài lòng thì hãy bao dung hơn. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024, tuổi Mậu Tuất âm lịch thấy bản mệnh có một sức khỏe khá tốt trong tháng khởi đầu năm mới này. Có lẽ những thành công trong nhiều phương diện cuộc sống khiến bạn suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bạn cảm thấy rằng mình dồi dào sức sống và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức, dù ai cũng mong muốn được thành công. Song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Vì thế, việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe, rèn luyện bản thân để chờ đợi cơ hội thích hợp. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần 1, tuổi Mậu Tuất, tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, trong tuần đầu tiên của năm mới, người tuổi Mậu Tuất trải qua một tuần khá thuận lợi ở mọi phương diện. Là tuần đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, bản mệnh đón không ít tin vui, vui xuân đón Tết cùng gia đình, người thân. Trước hết là phương diện công việc, cả một năm nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, đây chính là thời điểm bạn tĩnh tâm nhìn lại toàn quá trình làm việc, cũng như hưởng thụ thành quả đã gây dựng được trong sự nghiệp, tinh thần làm việc hăng say, bạn được lãnh đạo khen thưởng và đề xuất vào những vị trí chủ chốt, cơ hội thăng chức, tăng lương không hề ít. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính có một tuần tất bật với những con số, nhưng thành quả mà bạn gặt hái được cũng thể hiện rất rõ ràng bằng số tiền khá lớn, khiến không ít người ngưỡng mộ, thậm chí tỏ ra ghen tị. Nhìn chung tình cảm gia đình hài hòa, trên dưới đồng thuận, không phát sinh mâu thuẫn nào quá lớn. Tuy nhiên, thái tuế tinh ảnh hưởng có thể gây ra chút bất lợi cho tình yêu lứa đôi, đó có thể là sự cản trở của gia đình, hay do chính những người trong cuộc thay đổi tình cảm. Dù thế nào đi nữa, nếu tuổi Mậu Tuất chủ động làm lành, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực. Sức khỏe của bản mệnh khá hơn rất nhiều, thể trạng tốt, ăn ngủ điều độ, có điều thời tiết biến đổi thất thường, trong khoản ăn mặc cần phải hết sức lưu ý, tránh bị cảm lạnh. Quý nhân, Tuất, Mão, tiểu nhân, Mùi, Thân, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số may mắn, 12, 53, 75. Xem tử vi tuần 2, tuổi Mậu Tuất, tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, công việc của người tuổi Mậu Tuất tiến triển tốt trong tuần, đây đã là thời điểm đầu năm mới. Công việc ngày càng bận rộn, nhưng hãy nhìn lại thành quả phấn đấu trong suốt một năm qua, bản mệnh cũng có nhiều điều để tự hào, không thua kém bất cứ ai. Được thái âm cát tinh soi chiếu, tư tưởng, trí tuệ của tuổi Mậu Tuất, nhất là nữ mệnh, càng thêm minh mẫn, ý tưởng sáng tạo ngày càng nhiều, được cấp trên và tập thể đánh giá cao. Các mối quan hệ xã giao cũng được duy trì ở mức bình ổn, gặp được bạn tốt, đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ, nên công việc trôi chảy hơn nhiều, nhìn chung mọi kế hoạch đều được hoàn thành đúng tiến độ, bạn thu về không ít thành công trong tuần. Chủ doanh nghiệp, người hành nghề kinh doanh tự do có một tuần khởi sắc, tình hình tài chính khả quan, thu về lợi nhuận khả quan, nhưng cần chú ý đề phòng người tuổi Thìn hãm hại, lừa gạt tiền bạc. Tình yêu lứa đôi phát triển thuận lợi,
Không còn sự ngăn cản của gia đình, người độc thân có vận đào hoa khá. Tuy chưa gặp được đối tượng thực sự tâm đầu ý hợp, nhưng cũng tạm hài lòng với các mối quan hệ hiện tại. Cuộc sống gia đình hài hòa, vợ chồng cãi nhau đầu giường thì cuối giường làm lành, các mối quan hệ với họ hàng hai bên gia đình hữu hảo, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Quý nhân, Ngọ, Dần, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, trắng, xám, con số may mắn, 25, 29, 68. Xem tử vi tuần 3, tuổi Mậu Tuất, tháng 1 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Mậu Tuất đón chào tuần mới với nhiều niềm hứng khởi, hứa hẹn một tuần sinh động, đầy bất ngờ. Thái dương cát tinh chiếu rọi, mang nguồn sinh khí giúp bản mệnh khôi phục vết thương lòng, suy nghĩ tích cực, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Theo đó, tình yêu có nhiều cơ hội thăng hoa, nhiều trải nghiệm thú vị, khả năng cao trong tuần này gia đình bạn có chuyến du lịch hoặc tiến hành dự định lớn nào đó. Nhìn chung, mọi việc tiến triển như ý muốn, không phải lo lắng quá nhiều, tinh thần làm việc nâng cao, khả năng sáng tạo được phát huy tối ưu, mang lại không ít thành công cho bạn. Tình yêu không có sự phân biệt về tuổi tác, nếu đã có tình cảm thực sự, tuổi Mậu Tuất không cần do dự quá nhiều, hãy đi theo tiếng gọi trái tim, yêu rồi để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần bận rộn, ngay ngày đầu tuần đã nhận được tài lộc trời ban, làm ăn thuận lợi, mua may bán đắt, cứ đà này, bạn và gia đình sẽ đón một tuần bội thu về tài lộc. Năm mới với nhiều dự định mới, ngay từ bây giờ tuổi Mậu Tuất có thể bắt tay vào việc lên kế hoạch cụ thể cho tiến trình phát triển. Sự nghiệp của mình cả năm được rồi khi đã có kế hoạch chi tiết mọi thứ đều nằm trong tầm tay bạn. Quý nhân, Ngọ, Mão, tiểu nhân, Thìn, Dậu, màu sắc may mắn, vàng, xám, con số may mắn, 08, 29, 98. Xem tử vi tuần 4, tuổi Mậu Tuất, tháng 1 âm lịch năm 2024. Được ánh hào quang của tử vi tinh chiếu rọi, vận trình tuần mới của người tuổi Mậu Tuất hanh thông phơi phới, tài lộc dồi dào, công việc trôi chảy, chuyện tình cảm cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Áp lực công việc giảm đi, những hạng mục khó khăn chưa được triển khai trước đó sẽ nhận được sự giúp đỡ của cấp trên, giải quyết hiệu quả, đem lại thành công lớn cho bạn. Mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp cũng được hóa giải ở mức độ nhất định, quan hệ xã giao ổn định, không còn sóng gió như trước. Với những ai chưa xác định được định hướng nghề nghiệp, tuần này là cơ hội tốt để học hỏi từ người bề trên. Những ai đã có bề dày kinh nghiệm, rất có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với sở thích cũng như chuyên môn hơn. Người làm chủ, kinh doanh, buôn có một tuần làm việc vất vả, nhưng thu về lợi nhuận cao, có điều nên thận trọng với đối tác mới, tránh tình trạng phá tài xảy ra. Người độc thân vượng vận đào hoa, mạnh mẽ và tự tin hơn trong giao tiếp, dám thể hiện tài năng, cá tính, sức hấp dẫn lan tỏa khắp nơi. Sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất không có gì phải lo lắng hay bàn cãi, nhưng vì mải mê công việc, bạn không có thời gian luyện tập thể thao, cảm giác cơ thể có chút ì ạch rồi, cần phải cải thiện thôi. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Thân, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số may mắn, 12, 44, 88. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất 1958 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Mậu Tuất, đồng thời ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Mậu Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956,
Khá, Bính Dần 1986, Khá, Mậu Tý 1948, Khá, Canh Dần 1950, Khá, Kỷ Hợi 1959, Khá, Nhâm Tý 1972, Khá, Mậu Ngọ 1978, Khá, Canh Thân 1980, Khá, Kỷ Tỵ 1989, Khá, Nhâm Ngọ 2002, Khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Mậu Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Tỵ 1953, xấu, Bính Tuất 1946, xấu, Giáp Thìn 1964, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Tân Sửu 1961, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Quý Sửu 1973, xấu. Bản mệnh Mậu Tuất nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống.
ngày 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đảo mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Sau đây là cách hóa giải những vận xui mà mang đến những may mắn, giúp công việc hanh thông, tiền tài thi nhau kéo về của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 như sau. 1. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt, nhất màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. 2. Cách kích hoạt các tính của sao Thái Âm. Đồ phong thủy nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 3. Cách giải hạn toán tận. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. 4. Cách giải hạn huỳnh tuyền. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển,
đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay và gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay và gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, theo thiên lý thiện ác hữu báo, người hành ác vô độ sẽ có ngày gặp quả báo, chuốc lấy những khổ đau mà mình đã gây ra cho người khác. Người xưa Gia dạy, hãy tích nhiều đức hơn, để đời sau được tốt hơn, bởi khi mất đức có khi đi ăn xin cũng không ai bố thí, phúc phận bị tiêu hao, thậm chí phải chịu cực hình nơi địa ngục, chuyển sinh làm người vẫn chưa hết nhân quả báo ứng, thế gian hỗn độn, con người trong vô minh có khi tạo nghiệp không hay biết, có những việc nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng đôi khi sẽ để lại hậu quả không ngờ đến, thiện ác tất có báo ứng, nhưng có thật sự là nhân quả báo ứng có thật trên đời này. Ngày nay, có câu nói chúng ta thường nghe thấy, người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm. Câu nói dường như đang biểu thị sự bất lực với cuộc đời và sự nghi ngờ về thiên lý thiện ác hữu báo của cổ nhân, thấy những người xấu làm điều ác. Nhưng vì quyền thế mà họ có thể thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật, những người có tinh thần trọng nghĩa lại bất lực và chỉ có thể thốt ra câu nói thiện ác hữu báo trên để an ủi bản thân. Vì đã có nhiều câu chuyện thực tế khiến người ta lực bất tòng tâm khi chứng kiến hành vi ác nhân của người khác nhưng báo ứng không tới. Nên cho dù tin vào thiên lý nhân quả báo ứng thì lâu ngày khó tránh khỏi trong tâm có chút nghi ngờ. Luật nhân quả chính là một quy luật tự nhiên của vũ trụ, được hoạt động để giữ gìn trật tự. Nếu như không có luật nhân quả thì trật tự của con người sẽ bị đảo lộn, khiến cho muôn vật trên các hành tinh bị tiêu diệt. Luật nhân quả vốn không phải do con người hay một đấng tạo hóa nào tạo nên, mà nó được sinh ra và vận hành theo cơ chế của vạn vật tự nhiên được tạo thành. Thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc nhân quả báo ứng là có thật. Tất cả những gì mà chúng ta có được, chúng ta trải qua là kết quả từ quá trình, từ hành động mà chúng ta tích lũy ở kiếp trước, hay còn gọi là nghiệp báo, bởi vì nghiệp khi đã được gieo, thì dù trăm năm hay ngàn kiếp cũng không thể mất đi được. Luật nhân quả chính là quy luật tự nhiên của trời đất, vô cùng công bằng, không hề thiên vị với bất kỳ ai. Có câu, thắng thua vô định, quả báo phân minh, thắng thua trên đời là điều khó đoán, và không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn bất khả chiến bại. Nhưng quả báo nhất định sẽ xuất hiện và công bằng với mỗi hành vi tốt xấu của con người. Chẳng qua là có người thì quả báo đến sớm hơn, còn có người thì quả báo đến sau mà thôi. Không phải không có quả báo, chẳng qua thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện báo, hay nói chính xác là hiện thế báo, là có báo ứng ở hiện tại. Sinh báo, chính là chỉ việc kiếp này làm thì kiếp sau mới có báo. Còn cái gọi là hậu báo, là nó kiếp này làm đủ loại nghiệp không bị hiện thế báo, cũng không bị sinh báo, mà họ phải qua nhiều kiếp nữa mới bị báo. Sống trên đời thiện ác hữu báo, khác nhau là sớm hay muộn, quả báo tới sớm thì có khi chưa đầy một năm đã nếm trải, nhưng quả báo tới muộn thì có khi tới tuổi xế chiều mới phải nhận lấy. Vậy tại sao nghiệp chướng của những kẻ xấu, kẻ ác không linh ứng ngay? Có phải là để hoãn nó cho đến sau này, có thể là do họ làm ác chưa đủ, có thể là do ông trời muốn họ phải chịu quả báo lớn hơn nữa, nhưng một điều chắc chắn là quả báo đến muộn không chỉ ảnh hưởng tới đời mình, mà còn ứng nghiệm lên cả đời con cháu về sau. Có người nói rằng quả báo của một người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm cuộc đời. Ở độ tuổi từ 50 đến 60, ở tuổi 50, trạng thái của con người sẽ rất khác nhau. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy cảm xúc lạc lõng, số khác lại cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người luôn mang vẻ tươi tỉnh hoặc đã giữ được cái tâm trong sáng gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu, thì khi về già sẽ tự nhiên an yên tĩnh tại. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tới lúc nhắm mắt xuôi tay, những thứ như tiền tài danh vọng đó vốn không thể mang đi theo, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Có những người mong muốn làm giàu đến mức mù quáng, sẵn sàng làm ăn bất chính, mỗi năm cứ dịp đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang cầu khấn, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là tự dối mình, vì vốn dĩ nếu ông ta làm ăn chân chính, có lương tâm, không bóc lột nhân viên, càng không lừa dối khách hàng, thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật, quả báo chắc chắn cuối cùng sẽ đến trong tuổi già của con người. Cần phải ghi nhớ điều này để tự răn dạy bản thân, biết kính sợ, làm người lương thiện và trong sạch, năng hành thiện tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Tiếp theo, ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra lời Phật dạy về chữ tâm, có tâm ắt hưởng phúc lành. Nhiều người thích tiền tài, danh vọng, vật chất, điều này không sai, đó là nhu cầu thiết thực và đáng trân trọng. Nếu làm theo tâm mình thì những thứ kia sẽ giúp cuộc sống trở nên xa hoa, tốt đẹp, thoải mái hơn. Nhưng ngược lại,
Làm trái tâm thì có bao nhiêu cũng chỉ khiến cuộc sống bế tắc, bất hạnh hơn mà thôi. 1. Nhất thiết duy tâm tạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm có viết, nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi việc đều do tâm sinh ra. Tâm là thứ điều khiển và nảy sinh ra mọi lẽ thiện ác, mọi công đức nghiệp báo của một đời người. Quyết định con người ấy sẽ sống đời lương thiện hay đời xấu xa, sẽ trở nên hạnh phúc hay đau khổ. Tâm tốt tạo ra thiện hạnh, nghiệp lành, hướng con người tới những việc giản đơn, tốt đẹp. Tâm xấu thúc đẩy tham, sân, si. Tất cả những tội lỗi sai lầm mà chúng ta gây ra đều xuất phát từ tâm không trong sáng. Từ trong tâm sẽ dẫn dắt hành động, từ hành động mà tạo ra nhân quả. Lời Phật dạy về chữ tâm nhấn mạnh tới sự tự chủ của mỗi người, không phải hoàn cảnh, không phải xã hội, không phải cuộc đời đẩy chúng ta tới chân tường, khiến chúng ta rơi vào vòng xoáy oan nghiệt, mà chính tâm mới quyết định tất cả. Thế nên trong Phật giáo mới có những bài kinh sám hối. Sám hối là nhìn lại tâm của mình, chủ động thừa nhận những sai lầm khởi phát từ trong tâm và cố gắng thay đổi, cải biến để lương tâm trong sáng, xóa sạch những mờ tục trong tâm. Tâm sinh tính và tâm sinh tướng, tâm tốt thì mọi thứ đều vẹn tròn. 2. Tùy tâm biểu hiện. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có viết, tùy tâm biểu hiện, tức là mọi sự thiện ác lành dữ đều do tâm biểu hiện ra. Người hành động không tốt, có tính bạo lực, thù địch, dối trá, tức là tâm không sáng. Người dịu dàng, nho nhã, thanh lịch, thật thà là biểu hiện của tấm lòng tốt đẹp. Không có chuyện tâm tốt mà biểu hiện ra xấu, cũng không có trường hợp tâm xấu mà hành động lại tốt đẹp, trừ khi là giả tạo. Mà cái gì giả thì sớm muộn cũng bị vạch trần. Tâm và biểu hiện rất nhất quán, có sự tương đồng, tương thông. Vì thế thông qua hành động của một người có thể thấy tâm tính của người đó. 3. Tam giới tận tâm, tức thị niết bàn. Lòng tham nổi lên, con người sẽ chìm đắm trong dục giới, lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn lòng tham, sẵn sàng làm tất cả những chuyện xấu xa đồi bại nhất để đạt được mục đích. Mà lòng tham thì vô đáy, không có điểm dừng. Đạt được cái này rồi lại muốn cái kia, nên con người lúc nào cũng vất vả, bôn ba vì những thứ chưa chắc đã thực sự có ý nghĩa. Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham nhất định phải nhớ. Khi lòng sân hận nổi lên, con người sẽ chìm trong sắc giới, sinh sự bất mãn, tự mình làm khổ mình. Dù không tham nhũng có sân thì không thể hết khổ, không thể hết buồn, dễ đấu kỵ, ghen tị mà làm việc ác. Khi lòng si nổi lên, ngu dốt, u mê, tăm tối, không thấy đúng sai, không màng phải trái, không có tâm dẫn đường, dễ mê lầm. 4. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên mà chúng ta không tự kiềm chế, không tự khắc phục, thì trăm ngàn vạn chuyện khó khăn, đau khổ, chướng ngại tiếp nối theo sau đó. Tâm dẫn đường hành động, tâm sinh tính cách, tâm làm nên tướng người, nên tâm xấu ắt hẳn bao chuyện thiếu tử tế sẽ diễn ra. Lời Phật dạy về chữ tâm thực ra chung quy lại chỉ có một trọng điểm, chữ tâm tạo nên cuộc đời. Sống ở đời có thể không có tiền, không có tài, nhưng nhất định phải có tâm. Người không tiền sống nghèo, sống khổ, người không tài sống vô dụng và nhỏ bé, như người không tâm thì không có cuộc sống. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.